ở vườn địa đàng, một con rắn xúi giục một đôi nam nữ ăn trái cấm. Sau đó họ bị Chúa trừng phạt rời khỏi đây. Con rắn đi đến sa mạc cạnh một thiên thần Jiza Phale, nó biến thành bộ dạng của một ác quỷ Cao Lây. Ngay khi vừa mới xuất hiện, Cao Lây đã trêu ghẹo Jiza Phale, giữa thiên thần và ác quỷ là kẻ thù đối địch nhau, nhưng họ thì không, họ giống đôi bạn thân thì hơn. Trò chuyện với nhau một lúc thì hai người họ lại lo sợ về những hành động của mình, khi mà một thiên thần lại làm sai, và một ác quỷ lại đi làm điều đúng đắn với cặp đôi vừa bị Chúa trừng phạt. Chuyển cảnh đến một nơi tối tăm, có hai con quỷ đang rình mò tại một nghĩa trang, chúng có hẹn với Cao Lây tại đây. Lúc này có một chiếc xe bốn bánh chạy tới, quỷ Satan hát hút nhìn Cao Lây chửi mắng hắn sống ở đây, giờ như dân bản địa không còn là một con quỷ nữa, Cao Lây bây giờ sống chung với loài người nên rất sành điệu. Khi họ gặp mặt nhau, hát hút bắt đầu kể về việc làm hôm nay, đã đi gieo rắc những thứ không tốt đẹp cho một linh mục, và trong vòng vài chục năm tới linh mục đó sẽ không thể làm thánh, mà sẽ về với đội ác quỷ bọn họ. Còn Satan mặt đen hôm nay đã mua chuộc chính trị gia, và trong vòng một năm ông chính trị gia đó sẽ lại về với đội ác quỷ. Sau đó tới lượt Cao Lây kể về việc của hắn. Hắn đã đánh sập toàn bộ mạng lưới của London chấm hết. Hát hút rất bực tức vì điều này chẳng có ích cho việc thu thập linh hồn. Nhưng Cao Lây thì lại rất thích thú điều đó. Còn bảo thời thế đã thay đổi, ở dưới bọn họ rất thích hắn. Ngay sau đó hát hút đưa một cái giỏ cho Cao Lây và bắt hắn ký tên vào một tờ giấy. Cao Lây cầm lấy cái giỏ và rời đi, còn nói tiếng Ý với hai Satan khiến họ bực tức nhưng lại không làm gì được hắn. Trên đường lái xe trở về, Cao Lây bực bội vì sao lại bắt hắn làm điều đó. Lúc này một âm thanh vang ra từ bộ liên lạc trên xe, ai đó đã nói với hắn bởi vì hắn là người rất xứng đáng, việc ở cao tốc 25m là ngón nghề ma quỷ tuyệt đỉnh. Cao Lây vì né một chiếc xe khiến cho chiếc giỏ bật nắp, bên trong là một đứa bé đang giật mình sợ hãi khóc thét lên. Chuyển cảnh đến một nhà hàng, đầu bếp đang đem thức ăn lên cho Jiza Phale, ngay khi ông chuẩn bị thưởng thức thì Gabriel lại xuất hiện bên cạnh và muốn ngồi cùng. Gabriel thắc mắc sao một thiên thần như Jiza Phale lại có thể tiêu thụ thức ăn của con người. Sau đó Jiza Phale giải thích rằng nó rất ngon khi ăn với nước tương, và Gabriel rất kinh tởm điều đó. Gabriel đến để đưa tin cho Jiza Phale mọi chuyện đang xảy ra, con quỷ Cao Lây cũng đang tham gia vào. Cùng lúc này trên một con đường đi, chiếc xe đang chạy rất nhanh, trên xe đi đờ đang đau đẻ bảo Arthur chạy nhanh lên nhưng Arthur cứ chậm chạp. Cũng vào lúc đó chiếc xe cấp cứu đưa Harriet đi đẻ, còn chồng cô tha đất phải đến gặp Tổng thống vì anh là nhà ngoại giao. Lúc này ở tu viện, các sơ ở tu viện đang họp mặt và thông báo về việc sẽ đỡ đẻ cho nhà Dowling, và họ sẽ trao đứa bé của nhà Dowling bằng một đứa bé của chủ nhân. Lúc này Sir Mary xin ý kiến về lai lịch của đứa bé kia, mẹ bề trên bèn giải thích Cao Lây đang đưa Chúa Tể bóng tối tương lai đến đây. Sau đó bà ta nhắc nhở mọi người, họ là nữ tu của Satan thuộc dòng tu líu lo của Thánh Bezi, bà ta sắp xếp công việc cho mọi người tối nay. Lúc này chiếc xe cứu thương đã đến, họ đi chuẩn bị cho công việc của mình. Cùng lúc này vợ chồng gia đình Răng cũng đến để nhờ các sơ đỡ đẻ cho cô. Khi họ vào trong thì Cao Lây đã lái xe đến, Arthur ở bên ngoài nóng ruột chờ đợi và anh ấy tưởng Cao Lây là bác sĩ. Cao Lây hỏi Arthur về phòng sinh, anh liền bỏ phòng số 3. Một ván cược sắp được diễn ra, một lúc sau tại phòng số 3, Dieder đã thuận lợi sinh một bé trai tóc vàng. Còn ở phòng số 4, Harriet đang chuẩn bị sinh ra một bé trai tóc vàng. Lúc này Cao Lây lại đưa đứa bé là Chúa Tể bóng tối cho sơ hời hợt Mary và bảo sơ đưa vào phòng số 3. Đây là một sự hời hợt vô cùng tai hại của Cao Lây. Trong lúc Dieder đang ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, Sir Mary đã đưa đứa bé vào trong trao đổi. Không ngờ Arthur lúc này lại đi vào. Sơ nhanh trí chỉ vào Chúa Tể bóng tối kia là con của Arthur, còn con của họ là do sơ đang trông hộ người khác. Arthur rất tin tưởng các sơ nên không hoài nghi. Cùng lúc này tại phòng số 4, Hectares đã thuận lợi sinh xong. Chồng cô tha đất luôn sát cánh bên Harriet qua màn hình điện thoại. Lúc này các sơ đang chuẩn bị cháo đứa bé thì biết tin Sir Mary đã đem đến phòng số 3, một sơ đi đến và muốn đưa Chúa Tể bóng tối đi, nhưng vì có người ngoài là Arthur, anh là đại sứ Mỹ đang ở đó nên chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt, tai hại hơn là họ đã hiểu sai ý của nhau. Thế là sơ kia đã đưa con của Arthur đi và đưa cho Harriet, cô không nhận ra đứa bé đã bị cháo do trẻ em mới sinh khá giống nhau. Lúc này đến màn đặt tên, Harriet đã chọn cái tên Warlock cho bé. Ở phòng số 3, Arthur lại chọn cái tên Adam đặt cho Chúa Tể bóng tối. Về phía đứa bé bị dư ra, các sơ sẽ đưa đứa bé làm con nuôi. Chuyển cảnh đến chỗ Cao Lây, hắn dùng điện thoại công cộng để hẹn gặp Jiza Phale. Hôm sau họ gặp nhau ở công viên, Cao Lây nói với ông về đứa bé là con của một nhà ngoại giao Mỹ. Nói chuyện một lúc, hai người bạn này lại tiếp tục hiện nhau. Sau đó Cao Lây nói cho Jiza Phale 11 năm nữa sẽ là ngày tận thế, nhưng ông ấy lại không tin vào điều này. Hai người họ dẫn nhau đi ăn bánh tại một nhà hàng sang trọng, tiếp đó lại đi uống rượu. Trong khi các đứa bé kia được đưa về nhà thì Cao Lây và Jiza Phale lại nhậu nhẹt say xỉn với nhau. Khi Harriet rời đi, Satan hát hút đã ở đó kiểm chứng, sau đó hắn dùng lửa để thiêu rụi tu viện này. Chuyển cảnh đến nhà của Jiza Phale,
hai người họ lúc này đã tỉnh táo hơn được chút, và họ lại nói chuyện với nhau về thiên thần và ác quỷ. Về kẻ phản chúa và nhiệm vụ của họ, Cao Lây sẽ dạy đứa bé thành kẻ phản chúa và Jija Phale sẽ phản đối, và dạy đứa bé thành một người lương thiện. Có vẻ như Jija Phale rất thích điều này, nó thật quỷ quyệt nhưng lại rất kích thích. 5 năm sau, Cao Lây đến xin làm bảo mẫu, còn Jija Phale đến xin làm vườn, tại dinh thự gia đình nhà Đao Linh. Họ tiếp cận Oa Lốc và dạy cậu theo hai chiều hướng thiện và xấu. Đến tối Cao Lây còn hát du những bài hát đau khổ cho Oa Lốc nghe. Một thời gian sau, Cao Lây và Jija Phale báo cáo với tổng bộ của mình. Cao Lây trình với ngài Bizebut đứa bé rất xuất sắc. Còn về phía Jija Phale lại rất tin tưởng kẻ phản chúa đang được dẫn dắt về ánh sáng rất mạnh. Sau khi báo cáo xong, họ gặp nhau bí mật ở trên xe buýt. Mọi thứ cứ diễn ra như thế đến hiện tại 6 ngày trước khi tận thế, bọn người ác quỷ đang chuẩn bị món quà cho kẻ phản chúa. Còn ở một công viên, Cao Lây và Jija Phale ngồi trên cao quan sát Oa Lốc và chờ đợi đến sinh nhật cậu. Cao Lây cho Jija Phale biết về chú chó địa ngục sẽ được đưa đến bảo vệ Oa Lốc. Jija Phale rất lo lắng về điều này. Vào ngày sinh nhật của Oa Lốc diễn ra một cách náo động, còn Adam thì lại rất bình thường dân dã. Lúc này Cao Lây và Jija Phale đang hoảng loạn vì chú chó địa ngục chưa tìm đến Oa Lốc. Họ lên xe và hỏi thăm tung tích của chó địa ngục. Người đưa tin nói nó đã đến nhưng hai người họ hoàn toàn không nhìn thấy. Sau đó Cao Lây giả vờ đã nhìn thấy chú chó địa ngục và nhanh chóng cúp máy. Họ nhận ra đã nhận nhầm người và tiến hành đi tìm. Lúc này ở trong vườn địa đàng, chó địa ngục đang tìm chủ nhân của nó. Adam mong ước có một chú chó để chơi đùa. Ngay lúc này chó địa ngục đang lắng nghe cậu ta đặt tên cho mình. Nó cứ gầm gừ một cách hung tợn. Ngay lúc Adam đặt tên là chó, một cái tên hết sức bình thường biến chú chó địa ngục thành một chú chó bình thường. Và nó chạy đến bên Adam một cách đáng yêu. Chuyển cảnh đến chỗ Jija Phale, họ đang lo lắng vì Cao Lây đã cảm nhận được chú chó địa ngục đã tìm được chủ và đã được đặt tên. Hai ngày trước khi đến ngày tận thế, trong khi Jija Phale và Cao Lây lo lắng về chuyện của chú chó địa ngục, thì phía thiên thần họ lại rất an tâm và tin tưởng Jija Phale sẽ làm tốt mọi chuyện. Về phía ác quỷ, bọn họ đang chờ đợi ngày tận thế trong khi Cao Lây đang rất lo lắng về đứa bé và chú chó địa ngục kia, không biết tung tích nơi nào. Chuyển cảnh đến thung lũng Bắc Phi, bọn người ở đây đang ký hòa ước với nhau thì một cô gái xuất hiện. Cô ta là người gieo rắc chiến tranh đến mọi nơi. Quay lại khoảng 360 năm trước ở Anh, người không được ngoại tình săn lùng một phù thủy và thiêu sống bà ta trên lửa. Phù thủy biết được ngày hôm nay, nên trước khi chết đã để lại một quyển sách dự đoán trước tương lai cho con gái. Và nó dự đoán hoàn toàn chính xác các sự kiện. Vào đêm kẻ phản chúa ra đời, một bé gái là cháu chắc chít tên là Anathema của phù thủy đã vẽ nguệch ngạc vào quyển sách tiên tri. Bằng một cách nào đó nó đã hiệu nghiệm, và cô là người phải giải cứu thế giới. Về phía cháu trai chắc chít Newton, của ngươi không được ngoại tình lại là một tên hậu đậu. 11 năm sau Newton đã trưởng thành và đi xin việc, nhưng cậu ta liên tục bị sa thải. Còn Anathema, theo lời tiên tri của phù thủy, đến Anh tìm kẻ phản chúa để cứu cả thế giới. Trong lúc Newton đang ủ rũ vì thất nghiệp, thì lại gặp Sadet trung tá săn phù thủy. Chuyển cảnh đến một ngôi làng ở Anh, Anathema đã thuê một căn nhà tại đây, và cô bắt đầu tìm kiếm kẻ phản chúa. Chuyển cảnh đến nhà riêng của ác quỷ Cao Lây, hắn ta đang khó ở nên đi ra ngoài vườn nói chuyện với cây cối. Không ngờ lại thấy một vết đốm ở trên lá cây khiến Cao Lây giận dữ thêm, mà đem vứt chậu cây ấy đi. Cùng lúc ấy tại nhà sách của Jija Phale, có người muốn tìm mua quyển sách lời tiên tri của phù thủy Anget. Vào ngày hôm sau Newton đã đến tìm ông Sadet, ông ta sống chung khu với một bà già móng đỏ lẳng lơ. Sau khi vào nhà Sadet kể cho cậu nghe về những người đã từng săn lùng phù thủy và bắt Newton dùng kéo cắt những tờ báo. Lúc này Cao Lây nhận được một cuộc gọi nói rằng, có thể 11 năm trước khi hắn cháo đứa bé đã có sai sót, ngay lập tức Cao Lây cùng Jija Phale lên đường tìm kẻ phản chúa thật. Chuyển cảnh đến một cửa hàng kem, Adam cùng đám bạn mỗi người cầm một cây kem trên tay bước ra từ cửa hàng. Họ bàn tán với nhau về cửa hàng kem sau đó, dẫn chú chó cùng nhau vào rừng kể những chuyện về phù thủy. Lúc này Cao Lây đang chở Jija Phale đến tu viện lúc trước đã cháo đứa bé, hắn kể cho ông nghe về kế hoạch cháo kẻ phản chúa năm đó. Chuyển cảnh đến khu rừng, Adam cùng bạn đang chơi trò phù thủy với nhau, thì gặp Anathema đang đi tìm tung tích của kẻ phản chúa. Trò chơi săn lùng phù thủy của các nhóc khiến cô hoang mang nên chào tạm biệt và rời đi. Cùng lúc ấy Cao Lây và Jija Phale đã đến tu viện, vừa bước vào đã chúng bị trúng sơn. Một người đàn ông đang chơi trò săn bắn ở đấy bị Cao Lây dọa đến ngất đi. Bên trong nhóm người đang chơi trò bắn súng với nhau, Cao Lây tiện tay cho họ vài cây súng thật, thế là có một cuộc bắn lộn diễn ra. Hai người họ tiếp tục đi tìm các sơ. Jija Phale đi bên cạnh vô cùng lo lắng những người kia đang bắn nhau. Nhưng súng Cao Lây cho họ không thể giết người. Lúc này Jija Phale mới thở phào nhẹ nhõm và khen hắn là người tốt. Cao Lây tức giận với lời khen này, đối với quỷ thì đây lại là từ chửi mắng. Cãi nhau một lúc có một cô gái đến khuyên ngăn họ, cô ta Sơ Mary. Jija Phale thôi miên Mary. Cô ta bắt đầu kể lại chuyện năm đó cho họ nghe. Những thông tin này không giúp ích cho việc tìm kiếm, hồ sơ đã bị thiêu cháy hết toàn bộ.
hai người họ bình thản bước ra ngoài trong trận đấu súng quyết liệt của bọn người kia. Trên xe cao lây chạy với vận tốc xe gió khiến cho Di Gia Pha Lè phải khiếp vía. Trời cũng đã tối, Anathema vẫn còn ở trong rừng, cô đang nghiên cứu về những lời tiên tri trong sách. Cao lây đã lái xe đến khu rừng này, lúc này Anathema đã phát hiện gì đó, cô đạp xe điên cuồng lao về trước. Di Gia Pha Lè đang cảm nhận được tia lửa tình yêu đang ở quanh đây, một lúc sau thì xe của Cao lây và Anathema đâm trúng nhau. Di Gia Pha Lè đến chữa các vết thương và đỡ cô dậy. Sau đó đưa cô về nhà, đến nơi Anathema xuống xe, nhưng cô đã để quên cuốn sách tiên tri tên xe của Cao lây. Vào trong nhà Anathema mới phát hiện ra đã để quên sách, nên đã tức tốc đuổi theo bọn họ nhưng không kịp. Lúc này Di Gia Pha Lè dẫn Cao lây đi ăn, trong khi Cao lây đang ủ rũ, thì Di Gia Pha Lè rất bình tĩnh ăn bánh và bàn luận với nhau, tìm cách để tìm ra kẻ phản chúa. Chuyển cảnh đến phòng ngủ bố mẹ Adam, họ luôn lo lắng về mối quan hệ của cậu với chú chó. Cùng lúc này đôi bạn thiên thần ác quỷ đã ăn xong và họ đang trên đường quay về, cả hai quyết định sẽ để đội đặc nhiệm con người của mình đi tìm kẻ phản chúa. Tuy có chút không tin tưởng nhưng đã không còn có cách nào khác. Về đến nhà sách của Di Gia Pha Lè, ông ấy nhìn thấy quyển sách tiên tri của cô gái lúc nãy, Di Gia Pha Lè vô cùng bối rối và tỏ ra sợ hãi, ông có những biểu hiện khiến cho người bạn Cao lây cũng cảm thấy ông có chút kỳ lạ. Di Gia Pha Lè đem quyển sách vào trong nghiên cứu, ông trở nên hoảng loạn hơn khi những lời tiên tri trong sách đều chính xác. Tại vườn địa đàng năm 4004 trước công nguyên, khi Di Gia Pha Lè đóng cửa Eden, chúa hỏi anh ta thanh kiếm rực lửa mà ông ấy đưa cho anh ta ở đâu. Thiên thần tuyên bố rằng ông đã đặt nhầm chỗ. Năm 3004 lưỡng hà, Câu Ly thấy Di Gia Pha Lè đang trông chừng át và hỏi việc trao thanh kiếm rực lửa của anh ta cho người phàm có tác dụng như thế nào. Di Gia Pha Lè nói rằng chúa chưa đề cập đến điều đó và Câu Ly thắc mắc tại sao Noa lại đóng một chiếc tàu. Thiên thần giải thích rằng chúa có kế hoạch quét sạch tất cả những người xấu và đảm bảo với con quỷ rằng Noa và gia đình ông sẽ ổn. Câu Ly bị sốc khi biết chúa sẽ giết trẻ em, chỉ ra rằng ma quỷ thường làm điều đó. Một trong những con kỳ lân trốn thoát và trời bắt đầu mưa. Gogotha, năm 33 công nguyên, chúa Kitô bị đóng đinh, còn Di Gia Pha Lè và Cao lây đứng nhìn. Cao lây giải thích rằng ông đã đổi tên mình từ Câu Ly thành Cao lây. Rome, năm 41 sau công nguyên, Di Gia Pha Lè đang ở quán bar thì Cao lây bước vào và gọi đồ uống. Thiên thần đến chào người cộng sự của anh ta và nói rằng anh ta đang ở Rome để thử mở một nhà hàng. Di Gia Pha Lè mời Cao lây cùng ăn với mình. Wessex, năm 537 sau công nguyên, ngài Di Gia Pha Lè, một thành viên của hiệp sĩ bàn tròn, đến nói chuyện với hiệp sĩ đen. Một hiệp sĩ đen đối đầu với anh ta và Di Gia Pha Lè nhận ra đó là Cao lây. Họ trò chuyện và Cao lây giải thích rằng anh ta ở đó để gây hỗn loạn vì Arthur đang đưa ra mệnh lệnh. Di Gia Pha Lè nói rằng anh ấy ở đó để thúc đẩy hòa bình và họ nhận ra rằng họ chỉ đang triệt tiêu lẫn nhau. Cao lây đề nghị họ ở nhà và gửi tin nhắn đến văn phòng tại nhà, nhưng Di Gia Pha Lè từ chối nghe và bỏ đi. Công viên Thánh Giêm năm 1862, hai vị thần gặp nhau và cho vịt ăn. Cao lây nói với Di Gia Pha Lè rằng anh ta muốn có nước thánh làm vật bảo hiểm nếu nó xảy ra sự cố. Di Gia Pha Lè từ chối. Họ nói với nhau rằng họ không cần nhau và Di Gia Pha Lè lao đi. London 1941, Di Gia Pha Lè gặp hai đặc vụ Đức, Harmony và Glossy, trong một nhà thờ và nói với họ rằng anh ta có những cuốn sách tiên tri về Hitler. Cuốn sách của Anget không có ở đó và các đặc vụ bình luận về nó. Di Gia Pha Lè nói rằng ông đã không thể tìm thấy nó và lời tiên tri duy nhất ông có thể tìm thấy là lời tiên tri về năm 1972. Các đặc vụ chuẩn bị giết Di Gia Pha Lè khi họ đã có sách và dâu của tình báo Anh bước ra và chĩa súng vào các đặc vụ. Người Đức nói rằng dâu thực chất là Greta, một điệp viên hai mang. Cao lây chạy vào, nhăn mặt đau đớn trước sự thánh thiện và nói với Di Gia Pha Lè rằng anh ta ở đó để giúp anh ấy tránh khỏi rắc rối. Con quỷ nói rằng anh ta không liên quan gì đến Đức Quốc xã. Glossy nhận ra Cao lây và bảo Greta giết cả hai. Cao lây nói rằng một kẻ đánh bom người Đức sẽ thả bom xuống nhà thờ nhờ sự can thiệp của ma quỷ và nếu chạy nhanh thì họ sẽ không chết. Họ nghe thấy tiếng máy bay ném bom bay trên đầu và một quả bom rơi xuống nhà thờ, phá hủy nó và giết chết quân Đức Quốc xã. Di Gia Pha Lè và Cao lây đứng bình an vô sự giữa đống đổ nát và thiên thần cảm ơn Cao lây vì đã cứu anh ta khỏi rắc rối. Cao lây đưa cho anh ta những cuốn sách mà anh ta đã cứu được nhờ sự can thiệp của ma quỷ và rời đi. Soho 1967, Cao lây gặp một băng đảng, trong đó có hạ sĩ Saoet. Con quỷ đang lên kế hoạch trộm cắp trong một nhà thờ và đảm bảo với họ rằng họ sẽ được bồi thường xứng đáng. Sau đó, Saoet nói chuyện riêng với Cao lây và nói rằng anh ta là thành viên của một đội quân bí mật vô danh rộng lớn, rồi bỏ đi. Lên xe, Cao lây tìm thấy Di Gia Pha Lè ở đó. Di Gia Pha Lè đưa cho anh ta một bình nước thánh. Thiên thần khuyên anh ta không nên làm vậy và gợi ý rằng một ngày nào đó, họ sẽ dùng bữa tại Ritz. Quay trở lại hiện tại, còn một ngày trước tận thế.
Sau khi biết rằng Antichrist ở Tadfim, Zisa Phale nghĩ rằng anh ta sẽ đến trụ sở chính và giải thích mọi chuyện. Anh ta tìm ra kẻ phản Chúa vì anh ta có một con chó săn địa ngục đi cùng. Adam và Doc đi dạo, và con chó săn địa ngục nhận ra rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động, như một con chó nhỏ. Họ tình cờ thấy Anathema đập phá đồ đạc của cô ấy, và phàn nàn rằng cô ấy đã không giữ được an toàn cho thế giới. Adam hỏi liệu cô ấy có ổn không và liệu anh ấy có thể giúp gì không. Anathema kiềm chế bản thân và nói rằng cô ấy đã đánh mất cuốn sách của mình. Họ tự giới thiệu và Anathema hỏi anh ta có nhìn thấy Cao Lây và Zisa Phale không. Anathema mời anh vào uống nước chanh và đảm bảo với anh rằng cô không phải là phù thủy mà là một nhà huyền bí. Newton xem qua các dụng cụ tra tấn phù thủy của Southwest và di tích của những người tìm phù thủy trước đó, đồng thời tìm thấy sổ cái thanh toán cho những người tìm phù thủy. Cuốn sổ cái cho thấy những người tìm phù thủy khác, và Newton không biết rằng Southwest đã bịa ra tất cả những cái tên đó. Southwest tìm thấy Cao Lây tại một quán ăn, và Cao Lây nói rằng Southwest giống cha mình. Cao Lây nói rằng anh ta sẽ chuyển tiền cho những người tìm phù thủy vào thứ bảy, và bảo anh ta cử những người giỏi nhất của mình đến Tadoen để tìm một cậu bé 11 tuổi. Southwest muốn biết liệu cậu bé có phải là phù thủy hay không, Cao Lây nói rằng họ cần tìm cậu bé trước rồi rời đi. Anathema xác định rằng Adam không có hào quang, nhưng cô không thể nhìn thấy hào quang của Adam vì nó bao trùm toàn bộ nước Anh. Cao Lây gọi cho Zisa Phale và hẹn gặp. Zisa Phale đến điểm hẹn và hỏi liệu thiên thần đã tìm thấy Antichrist chưa. Thiên thần tự hỏi họ sẽ làm gì khi tìm thấy Antichrist, và Zisa Phale đề nghị Cao Lây giết cậu bé. Anh ta từ chối giết bất cứ ai, và Cao Lây nói rằng họ có thể đi cùng nhau một khi trái đất bị phá hủy. Zisa Phale khẳng định rằng họ không phải là bạn bè, và họ ở hai phe đối lập nhau, và Cao Lây nói với anh rằng họ không còn đứng về phía nào nữa. Thiên thần nói rằng mọi chuyện đã kết thúc, Cao Lây bảo anh ta hãy có một ngày tận thế vui vẻ rồi rời đi. Trong phòng của mình, Adam tiếp tục đọc tạp chí bằng đèn pin, trong đó có một bài báo về việc làm cho trái đất không có hạt nhân. Anh ta đi ngủ và vô thức sử dụng sức mạnh anti-cheat của mình, để khiến mọi lò phản ứng hạt nhân trên thế giới ngừng phản ứng, nhưng vẫn tạo ra năng lượng. Bộ trưởng Bộ Năng lượng nhận được cuộc gọi, và ủy quyền cho nhân viên mở lò phản ứng của họ. Một nhóm thận trọng mở căn phòng và phát hiện ra rằng lò phản ứng đã biến mất. Thay vào đó là một quả chanh sơ bét. Khi trở lại phòng, một túi chanh sơ bét nằm trên giường của Adam. Một bên khác, thuyền trưởng Vanh Xăng của Mobilo ghi lại trong nhật ký của mình rằng quốc gia Atlantis đã nổi lên từ đại dương và cư dân đã lên tàu để chơi với các hành khách của anh ta. Đang ngủ, Adam nghe thấy những giọng nói trong đầu bảo anh hãy biến điều đó thành hiện thực vì một trong những tạp chí của Anathema về Atlantis nằm gần đó. Ngày hôm sau, Adam và những người bạn của anh ấy vào rừng và nói về lý thuyết của Adam về người ngoài hành tinh. Adam nói rằng chính phủ đã bưng bít thông điệp của người ngoài hành tinh về hòa bình và hòa hợp toàn cầu, và Pepper cảnh báo anh rằng tất cả các lý thuyết trên tạp chí đều không có thật. Kẻ chống Chúa khẳng định rằng chúng có trên tạp chí nên chúng phải có thật và mọi điều hắn nói đều là sự thật. Vào ngày cuối cùng của thế giới, Zisa Phale gặp Gabriel tại công viên khi Gabriel đang chạy bộ. Anh ấy nói rằng họ cần phải báo với Chúa rằng đã có những lời tiên tri rằng Harmageddon sắp đến và bắt đầu. Gabriel nghĩ rằng họ sẽ chiến đấu và giành chiến thắng rồi bỏ đi. Leslie có hai đơn hàng cần giao, một trong số đó người nhận là thần chết. Trong khi đó, Adam và những người bạn của anh đến ngôi nhà của Anathema và Adam xin cô thêm tạp chí. Cô đưa sô-cô-la cho họ, nhưng tất cả bọn họ ngoại trừ Wenley đều từ chối nhận đồ ngọt từ phù thủy. Khi Adam và những người bạn của anh ấy đi dạo, họ cân nhắc xem có nên cứu những con cá voi hay không. Adam đồng ý cứu đàn cá voi. Ngoài biển, một tàu săn cá voi của Nhật Bản phát hiện ra đáy biển đang sụp xuống. Kraken phá hủy con tàu và sau đó là 4 chiếc nữa. Ở Tadfim, Anathema nhận được lời nhắc nhở từ những lời tiên tri rằng một người tìm phù thủy sẽ sớm đến trên một cỗ xe màu xanh lam. Newton đến Tadfim trên chiếc ô tô màu xanh lam của mình, vượt qua Adam và những người bạn của anh ấy, rồi trượt để tránh hai người Tây Tạng đang lao lên đường. Những đứa trẻ chạy tới khi nghe thấy tiếng va chạm và giúp Newton ra ngoài, còn ông thì bất tỉnh. Ở một nơi khác, Adam và những người bạn của anh đưa Newton đến Anathema. Adam nhìn thấy bức tranh về quái vật trên tường của Anathema và những giọng nói trong đầu bảo anh hãy biến nó thành hiện thực. Cao Lây đang ở rạp hát, thì Hartut liên lạc với anh ta với tư cách là một trong những nhân vật trong phim hoạt hình và yêu cầu được biết Cao Lây đã làm gì. Con quỷ giải thích rằng Warlock không biết gì về Armageddon, giết chết một trong những nhân vật hoạt hình khác, và nói với Cao Lây rằng họ sẽ đến đón anh ta. Cao Lây lái xe đến cửa hàng sách của Zisa Phale, xin lỗi anh ta và đề nghị họ cùng nhau bỏ trốn. Zisa Phale nghĩ rằng nếu anh ta tiếp cận đúng người thì anh ta có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng Cao Lây nói với anh ta rằng không có đúng người. Cao Lây nói rằng anh ấy đang lấy đồ và rời khỏi trái đất rồi lái xe đi. Một người qua đường tình cờ nghe được họ và nói với Zisa Phale rằng anh ấy sẽ tốt hơn nếu không có Cao Lây. Lái xe về căn hộ của mình,
Cao Lây lấy phích nước thánh của mình và đổ vào một cái xô. Hattut và Ligu phá cửa vào, còn Cao Lây đặt chiếc xô lên trên một cánh cửa hơi hé mở. Anh ta ngồi xuống bàn làm việc, và khi Ligu bước vào đầu tiên, chiếc xô đổ nước thánh vào anh ta. Hattut hét lên vì sốc khi biết Cao Lây sẽ sử dụng nước thánh, và Cao Lây giơ lên một bình xịt thực vật chứa đầy thứ mà anh ta khẳng định cũng là nước thánh. Anh ta bảo Hattut rời đi, nhưng Hattut nhìn thấy một giọt rơi xuống ngón tay của Cao Lây. Hattut nói với Cao Lây rằng đã đến lúc phải đi. Jiza Fale gọi và nhận được máy trả lời tự động của Cao Lây, và thiên thần nói rằng anh ta biết Anti-Cheat ở đâu. Cao Lây bảo Hattut không được di chuyển, nhấc máy và nói với Jiza Fale rằng đây không phải là thời điểm thích hợp. Cao Lây quay số điện thoại của mình, được cho là dành cho hội đồng bóng tối, nói với Hattut rằng anh ta là một kẻ ngu ngốc và dịch chuyển tức thời xuống đường dây. Hattut thu nhỏ kích thước như Cao Lây và theo đuổi anh ta. Tuy nhiên, Cao Lây đã dụ anh ta vào cuốn băng trong máy trả lời tự động của mình, nhốt Hattut ở đó và bỏ chạy. 28 phút trước đó, Jiza Fale đang đi bộ trên phố thì Mi Cheng, Uziel và Sandofan vây quanh anh ta và nói rằng họ đã biết rằng anh ta đang hợp tác với kẻ thù. Họ nói với Jiza Fale rằng Cao Lây đang gặp rắc rối ở địa ngục và đã đến lúc Jiza Fale phải chọn phe. Khi những cơn bão nổi lên, Adam nói với những người khác rằng anh cho rằng thế giới xứng đáng được thả bom hạt nhân để thế giới có thể bắt đầu lại. Pepper chỉ ra rằng mọi người sẽ bị giết và cô ấy phản đối điều đó, nhưng Adam cho rằng họ có thể có những trò chơi tuyệt vời khi họ là những người duy nhất còn lại. Saoet đột nhập và buộc tội Jiza Fale liên minh với thế lực bóng tối, đồng thời cố gắng trừ tà cho anh ta bằng chuông, sách và nến. Jiza Fale cố gắng giữ anh ta tránh xa vòng tròn khi Saoet tìm kiếm một chiếc chuông, cuốn sách và ngọn nến. Thiên thần quay trở lại vòng tròn và được dịch chuyển lên thiên đường. Trong một luồng ánh sáng trắng, Saoet tự hỏi mình đã làm gì rồi nhanh chóng rời đi. Một ngọn nến rơi xuống và đốt cháy cửa hàng. Khi này, ông chú ngầu lòi đeo kính đen này phóng xe băng băng trên đường. Điện thoại liên tục gọi cho Jiza Fale nhưng không ai bắt máy. Lái xe đến cuối đường thì thấy tiệm sách đang cháy phừng, không ngừng ngại mà lao vào đó, vì ông chỉ sợ mất bạn thân thôi chứ có chết được nữa đâu. Sợ cái quần gì mà không vào, nhưng lúc vào đó thì chẳng còn thấy ai. Ông đành buồn bã giữ lại một quyển sách để làm kỷ niệm và rời khỏi đó. Cao Lây đã mất Jiza Fale, và giờ ông ấy đã có mặt trong danh sách địa ngục. Ác quỷ áo đen đành bỏ đi khỏi đám cháy, lao vào chi giờ cháy cơ mờ nờ giờ cái mắt kính. Ông già này đến tìm bà cô tóc đỏ. Ở trên thiên đàng sáng bừng như tấm lòng của Ác, Jiza Fale đã kịp quay về để điểm danh. Chưa kịp gì đã về lại trái đất để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Nói đúng hơn là trốn tránh khỏi sự chửi mắng của người canh gác thiên đường khi ông lần nữa khiến cho thực thể của mình bị tan biến. Báo quá báo rồi nên bị chửi cho một tràng. Cậu nhóc Adam này vẫn đang khóa mõm các bạn và tuyên truyền về ngày tận thế do chính cậu sắp tạo ra. Anh chàng đeo kính này bảo đây là lần đầu và muốn thêm nữa. Nhưng cô gái bảo rằng không được phép vì đã được căn dặn vậy dù cho có sắp đến tận thế. Hay là ảnh yếu quá hết hứng rồi nên không tiếp được. Hai người họ nhận được thông điệp gì đó do bà Angel gửi đến. Cũng tức tốc lên xe mà chạy đến nơi sắp diễn ra tận thế. Quý ông ác quỷ đi uống rượu và làm nhà một mình vì người bạn của ông đã lên trển. Độc thoại nội tâm một hồi thì trí cốt của ông ấy xuất hiện, nhưng lần này chỉ dưới dạng một linh hồn thôi. Jiza Fale hỏi về cuốn sách mà ông ấy có ghi rất chi tiết về tận thế, may mắn là ác quỷ đã nhặt nó làm kỷ niệm sót lại để tưởng nhớ. Hai người mau chóng lên đường để đến ngăn chặn ngày tàn của thế giới. Tứ đại kỵ sĩ phải bắt đầu vào công việc để đón chào ngày tận thế. Họ rất hào hứng và mong chờ sự kiện lớn lần này, tận thế mà như đại nhạc hội vậy mới chịu. Cao đao còn 1 tiếng 43 phút trước khi tận thế. Các hiện tượng như bão, lốc xoáy và gió lớn liên tục diễn ra với một tần suất dày đặc. Tâm điểm đáng chú ý đó là hiện tượng vô cùng kỳ lạ khi đường cao tốc bỗng trở thành một vành đai lửa bao quanh London. Điều này khiến cho không có ai có thể rời khỏi London nữa. Ông thiên thần đã nhập vào bà cô thầy bói tóc đỏ và giải thích cho bà ấy nghe về ngày tận thế sắp tới. Bà ấy cũng đồng ý để ông ấy mượn thân xác mình để cùng ngăn chặn tận thế với ác quỷ. Sẵn tiện lôi ông già đang nằm nghỉ trên phòng cùng lên đường. Trong lúc đó ông ác quỷ vẫn đang lọ mọ tìm cách thoát ra được vành đai lửa kia. Ông giỏi cũng đã xuất hiện trong xe của ác quỷ. Ông ác quỷ không suy nghĩ nhiều mà một mạch lao thẳng vào ngọn lửa kia. Gian nan thử sức còn Cao Lây thử lửa, ảnh cháy còn hơn Free Fire luôn. Cậu nhóc Adam kia dần bộc phát cơn phẫn nộ của mình và gọi tứ đại kỵ sĩ của Satan đến. Cậu nhóc Adam bắt đầu chia cho các người bạn nhỏ của mình cai trị các châu lục khi tất cả mọi người biến mất. Nhưng điều đó khiến các bạn cho rằng cậu ấy là một người xấu xa nên đã nghỉ chơi với cậu ấy và bỏ về. Cả chú chó mà Adam yêu thích cũng đi theo mà rời bỏ cậu. Mặc cho giọng nói của quỷ bảo rằng cứ mặc kệ lũ nhóc kia đi, nhưng Adam là người rất muốn có bạn bè. Cậu ấy liền đuổi theo các bạn mình và hứa rằng sẽ thay đổi. Sau đó cả bọn theo lời Adam cùng đi đến nơi mà sắp xảy ra tận thế. 4 người kỵ sĩ sắp đến được chỗ không quân của Mỹ để bắt đầu ngày tận thế.
cả anh trai đeo kính mời ụ lần đầu cùng chị gái, cả hai ông thần ác quỷ và thiên thần nữa. Tất cả mọi người đang cùng tề tụ lại ở nơi mà tận thế sẽ diễn ra. Nhưng đây là căn cứ của không quân Mỹ nên rất khó để ra vào. Nếu không dùng thứ phép gì đó, thì phải tìm ra đường tắt để có thể đến được đó. Chẳng mấy chốc mà chỉ còn nửa tiếng nữa là đã đến tận thế. Đám nhóc của Adam cũng đang hớt hải đạp xe đến đó. Còn bốn người kia đã tấn công được vào nội bộ của không quân Mỹ và bắt đầu công cuộc hủy diệt thế giới. Họ liên tục kích hoạt các vũ khí hạt nhân trên khắp toàn thế giới. Ác quỷ cũng kịp đến góp vui nhưng chỉ còn 17 phút nữa thôi là đến tận thế. Thiên thần cũng đã có mặt ở đó. Adam và bọn nhóc đã vào đến nơi. Dưới năng lực của Adam thì toàn bộ lực lượng của quân đội Mỹ dễ dàng bị hạ. Bên này, cặp đôi đã vào được căn cứ không quân bằng đường tắt, lẻn vào bộ não điều khiển trong khi bốn người của tứ đại kỵ sĩ đi ra ngoài để gặp Adam. Họ đang ngồi trước một đống máy móc cùng số liệu liên tục chạy. Những người từ khắp thế giới đang rất hoảng loạn khi bộ máy điều khiển hạt nhân bị hack. Giờ đây họ phải làm gì đó để giải quyết vấn đề này. Cô nghĩ rằng anh đầu xoăn sẽ dễ dàng xử lý vụ này nhưng mới lòi ra rằng kỹ sư máy tính chỉ là cái danh xưng cho ếch thôi. Thật ra anh chẳng biết mẹ gì, đụng đâu là hỏng đó. Nghe tới đó thôi cô như chết đứng, không nói nên lời. Adam và tứ đại kỵ sĩ cũng đã có cuộc đối thoại trực tiếp ở phía bên ngoài. Cậu nhóc Adam có ý muốn dừng việc này lại, nhưng bốn người kia cho rằng sự xuất hiện của ngài Adam đã là sự tận thế rồi. Còn 30 giây nhưng anh đeo kính vẫn không dám đụng gì đến máy tính, vì sợ đụng vào sẽ hư bột hư đường. Cô gái lấy lại bình tĩnh và nói cậu ấy hãy kích hoạt các cỗ máy hạt nhân đi. Vì cô biết rằng anh ấy sẽ làm điều ngược lại. Và đúng thật, anh ấy đã có thể dừng việc phóng hạt nhân bằng cách cố kích hoạt nó. Ảo diệu vừa cờ lờ chưa? Bên ngoài cũng căng thẳng không kém. Với sự mạnh mẽ và dứt khoát của mình cùng sự hỗ trợ của cây kiếm của thiên thần, những đứa trẻ bằng sự quyết tâm cũng như kiên định đã chiến thắng được các đệ tử của Satan. Ngầu lòi vãi cả trường luôn. Sau khi tiêu diệt được ba người trong tứ đại kỵ sĩ, chỉ còn chết chóc nhưng ông ta mau chóng mọc ra đôi cánh đen và đi khỏi đó. Những người đại diện ở địa ngục cũng đã xuất hiện để thuyết phục cậu bé Adam tiếp tục thực hiện đại kế hoạch. Nhưng cậu bé đã nhất quyết từ chối và khẳng định bản thân chẳng muốn trái đất bị diệt vong như thế. Và họ đến đây để bắt ông ác quỷ và thiên thần về để kết tội. Vì ông ta đã tiết lộ các kế hoạch của địa ngục với người bạn thiên thần của mình. Satan đã thực sự nổi giận khi biết được điều đó. Bắt đầu chút cơn thịnh nộ và xuất hiện ngay tại đó. Satan hiện lên với hình hài của một con quỷ đỏ. Chắc hẳn Satan cũng là fan MU rồi. Adam luôn miệng tuyên bố rằng Satan chẳng phải người bố của cậu ta. Thiên thần và ác quỷ cũng thúc giục Adam lặp lại liên tục câu nói đó. Quả nhiên nó có hiệu nghiệm, Satan ngay lập tức biến mất, thay vào đó là người bố hớt hải đi kiếm lại cậu bé Adam. Vậy là đã qua được ngày tận thế một cách ngoạn mục, đêm xuống hai người bạn thân cùng nhau ngồi lại và tâm sự. Giờ đây hai người không còn ở phe thiên đàng hay địa ngục nữa, cả hai đều là những người trung lập cùng nhau bảo vệ công lý và hòa bình. Hai người cùng quay về London, ông thiên thần phục dựng lại tiệm sách khi xưa của mình. Ông ác quỷ vẫn đang trong quá trình xét xử bên dưới địa ngục, ông ấy bị cho rằng bản thân phạm tội rất nặng khi đã giết đồng đội của mình là người giỏi. Cao Lây bị tuyên án tử bằng nước thánh, đối với các ác quỷ thì khi chạm vào nước thánh cơ thể sẽ bốc cháy và tan biến. Phía ông thiên thần cũng chẳng khá hơn là bao, ông cũng bị cáo buộc rằng mình là kẻ phản bội. Hình phạt cũng là án tử ở dưới ngọn lửa địa ngục từ các ác quỷ mang đến. Nhưng kỳ lạ thay cả hai người đều không bị ảnh hưởng bởi nước thánh hay ngọn lửa cả. Cả thiên đàng và địa ngục đều rất ngạc nhiên, và họ phải họp hội đồng lại một lần nữa, rồi đưa ra quyết định rằng sẽ tạm thời tha án tử cho cả hai vì có lẽ cả hai đã bị đồng hóa, nên vẫn chưa tìm ra cách nào để lấy mạng cả hai. Vậy là hai người họ được thả về trái đất để chờ ngày xử án lại. Về phần Adam và chú chó của mình có một cuộc sống an nhàn, cùng những người bạn gia đình thật sự, một tương lai mới như những con người bình thường. Bị ba chửi và nhốt ở nhà, không cho chơi cùng các bạn. Xin lắm thì chó mới được phép ra vườn chơi. Hai người bạn thân thiên thần và ác quỷ lại tiếp tục ngồi tâm sự, dưới dòng người xô bồ qua lại của London mà không bị sự theo dõi nào từ thiên đàng hay địa ngục nữa. Cả hai đều qua được ải thật ra là do hai người hoán đổi thân xác cho nhau, cùng bịp lại cả địa ngục và thiên đàng. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau mà. Bộ phim kết thúc với cái kết vô cùng có hậu, thông điệp rút ra được thông qua bộ phim này là, dù tính cách đứa bạn thân có trái ngược, hay ỏng ào vẹo thế nào khiến bạn chỉ muốn đập nó, thì hãy yêu thương nó vì biết đâu nó sẽ giúp đỡ lại bạn, vì chó không bao giờ cắn chủ mà nhỉ. Câu chuyện giữa hai người bạn thân thiên thần Zsa Phale và ác quỷ Cao Lây lại tiếp tục ở phần phim tiếp theo này. Thời gian quay về lúc trước khởi nguyên, hai vị thiên thần này đang bắt đầu tạo ra vũ trụ các kiểu. Đại loại là giới thiệu về sự tạo hóa của con người và vũ trụ ấy mà. Sau bao nhiêu biến cố, thì ông thiên thần Zsa Phale đã mở lại được tiệm sách của mình. Ông ác quỷ lại rất nhiều lần nữa gây họa. Một người đàn ông ung dung đi trên đường cùng hai trái đào và con bìm bịp lòng thòng. Anh ta rất hớn hở và tự tin, đi một mạch đến tiệm sách để kiếm Zsa Phale như quen biết từ rất lâu.
Những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Đang chiêu chiêu nghe nhạc, mở cửa ra thiên thần đã đón kiếp nạn của mình. Sợ hãi mắt người dân nên đành phải cho anh ta vào tiệm. Gabriel đến để tìm thiên thần để đưa cho anh ấy xem một thứ gì đó, vô cùng quan trọng. Nhưng có vẻ anh ta lại chẳng nhớ gì mà cứ nói nhăng nói cuội. Trên người chỉ mang một chiếc hộp trống không, đồ còn không có mà đòi mang cái gì. Và anh ấy cũng quên mất tên mình là Gabriel nên được thiên thần bịa đại cho một cái tên mới là Jim. Vừa hoang mang chẳng biết cuối cùng đầu đuôi sự việc là thế nào khi đột nhiên một gã từ trên thiên đường lại xuất hiện ở đây với gần như chẳng còn ký ức gì. Giờ đây anh ác quỷ đã có mái tóc màu đỏ chói, cháy còn hơn Free Fire nữa. Ảnh cũng tậu cho mình một chiếc xe hơi mới, mong rằng chiếc xe ấy có tuổi thọ dài hơn. Vị khách không mời này khiến thiên thần vô cùng bàng hoàng, lo lắng, ngơ ngác và bật ngửa. Liên tục gọi điện hối người bạn ác quỷ của mình đến họp hội đồng gấp để giải quyết. Chưa đầy 2 phút cả hai đã ngồi ngay quán cà phê đối diện tiệm sách. Cao Lê rất thắc mắc tại sao hai người họ không thể nói chuyện với nhau ở tiệm sách của thiên thần. Ông ấy hơi chần chừ nhưng với bản tính nóng như kem liền xông đi, mà không ai cản bước được. Vừa bước vào thì gặp ngay anh chàng trần truồng với cái tên mới là Jim. Đờ mờ thì ra là người quen nhưng người quen này không ai muốn nhận lắm. Cao Lê liền xả cho người bạn của mình một tràng, tỏ rõ quan điểm không đồng ý việc che giấu người này, khi chưa thật sự biết ý đồ của anh ta là gì. Gia Pha Lê vẫn muốn giữ anh ấy lại vì thứ gì đó, quan trọng mà đã được nói từ lúc đầu. Thứ đó có vẻ thật sự rất quan trọng và khiến thiên thần tò mò. Hết nói nổi nên Cao Lê bực mình bỏ đi. Ra đến trước cửa, thì tức đến mức bốc khỏi làm cho hệ thống báo cháy tự động khóa hết các cửa tiệm. Phía trên thiên đường đang rất hỗn loạn khi chức vụ tổng lãnh thiên thần tối cao vẫn chưa được ai tiếp nhận sau khi Gabriel rời đi. Giờ chỉ còn 2 cô gái tiếp nhận chức tổng lãnh và vẫn không ngừng tìm kiếm Gabriel. Liên lạc với cả địa ngục để cảnh báo rằng hãy cùng nhau tìm kiếm anh ta. Nếu địa ngục có người nào đó cố tình che giấu tổng lãnh sự thiên thần thì sẽ bị phạt bởi hình phạt tối cao. Địa ngục lúc này cũng có lời ngỏ lời cho Cao Lây, không đời nào mà lại đi kiếm lại kẻ bị cho rằng đã phản bội. Việc quan trọng mà khiến tổng đốc rồi đi kiếm anh ta như vậy cũng là chuyện của Gabriel được thiên đường liên lạc xuống để hỗ trợ. Địa ngục đưa ra lời đề nghị cho Cao Lây là anh sẽ được tha thứ hoàn toàn mọi lỗi lầm nếu kiếm ra được Gabriel ở đâu và báo lại. Không những thế có khi còn được phong chức phong quyền, muốn gì được đó nữa. Nhưng lời đề nghị đó khiến Cao Lây lo nhiều hơn là mừng. Mọi người ở phố vẫn chưa thoát ra được cửa hàng sau cơn thịnh nộ kêu mây gọi gió của ác quỷ. Sau khi nhận được tin dữ đó, Cao Lây lại phải phóng xe về tiệm sách của người bạn mình. Những người dân vô tội cuối cùng cũng được giải thoát nhờ sự giúp đỡ của kẻ gây ra. Anh ấy phải đến và bàn bạc với người bạn mình về việc che giấu Jim hay còn gọi là Gabriel. Nếu xét về tội thì cả hai đều là người cùng thông đồng che giấu, nên đành phải cùng nhau là một phép màu nhẹ nhàng để che giấu. Hai người đều tâm đầu ý hợp đồng ý hợp tác vì dù gì cũng đã phóng lao rồi nên phải theo lao thôi. Nhưng trên thiên đường cũng đã nắm được thông tin đó ngay khi họ làm phép về lại London cùng tiệm sách thân yêu. Anh bạn Gabriel dưới tên Jim vẫn loi choi như ngày nào. Hết việc để làm nên đòi sắp xếp lại cả hiệu sách theo thứ tự bảng chữ cái, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Hình ảnh của trung bình các nhân viên khi quán ế và sợ chủ giận Billy. Bên này, Cao Lây chưa gì hết đã bị người cõi trên dò ngó liên tục, hở tí là bị tra hỏi liên miên đột xuất, như cách các giáo viên kiểm tra miệng vào đúng ngày tôi chưa học bài vậy. Nhưng lần này có vẻ căng hơn, khi hỏi về việc phép lạ hôm qua xảy ra trong khu vực gần hiệu sách mà Gia Pha Lê làm chủ. Thứ phép đó chỉ những người có cấp bậc cao mới thực hiện được. Nhưng Cao Lây vẫn lì lợm không khai ra nên bà ta đành bỏ cuộc, mà theo dõi sát sao anh tiếp tục. Ông thiên thần đến tiệm bán đĩa và ngân nga lại giai điệu mà Gabriel đã hát trong lúc xếp sách. Ông nghĩ rằng đây sẽ là manh mối rất quan trọng. Nhưng chưa gì hết đã cảm nhận được điều chẳng lành. Cả ba người ở tổng lãnh thiên thần đã trực tiếp xuống trái đất để điều tra vụ việc hôm qua. Ông thiên thần chạy vội về nhưng vẫn không kịp cản Gabriel lanh chanh. Anh ta ra chào hỏi như một bài diễn thuyết được lập trình sẵn và giới thiệu bản thân là trợ lý bán sách của cửa hiệu này. Cả ba người họ đã nhận ra nhưng rất ngạc nhiên về cách ứng xử khác lạ này của Gabriel. Gia Pha Lê lắp bắp đánh trống lảng vấn đề mà bộ ba tổng lãnh thiên thần liên tục hỏi. Còn Gabriel vẫn mãi mê giới thiệu sách như đúng theo nhiệm vụ của một trợ lý bán sách. Vì sự việc kỳ lạ này nên họ quyết định để thêm một thời gian để tìm hiểu, trong lúc đó sẽ liên tục giám sát động tĩnh của hai người. Gia Pha Lê đã nhận ra manh mối gì đó và muốn họp hội đồng, hẹn tóc đỏ và hẹn nhau ở quán rượu ồn ào và nhộn nhịp. Vì hơi ồn nên cả hai chẳng bàn được gì lắm mà chỉ nghe được sơ sơ về việc Gabriel ngân nga bài hát nào đấy. Nên rồi lại cùng đi về tiệm sách, ác quỷ liên tục trấn áp và bắt Gabriel nhớ lại những gì anh đã nghe và nhìn thấy. Và đúng thật là họ có một vài manh mối nhỏ trong dòng ký ức của Gabriel. Lại về quá khứ một tí, lúc này thì đã là từ rất rất lâu rồi. Cao Lây theo lệnh từ Satan đến để lấy mạng đàn dê và các đứa con của người đàn ông tên Job. Mặc cho ông ta cầu xin rất nhiều nhưng Cao Lây một mực phải thực hiện. Ông đi lên nhà để kiếm các đứa con nhưng lại gặp thiên thần ở đó.
Hai người trò chuyện và thương lượng cùng nhau, rồi bỗng Giza Phale phát hiện ra một sự thật vô cùng bựa. Cao Lây ác quỷ chẳng hề giết bầy dê, như lời hắn nói mà biến chúng thành một đàn bồ câu đi bộ trong nhà. Chẳng có ác quỷ nào mà chẳng nỡ giết một bầy dê, nói gì đến con người. Đụng chúng được tim đen nhân hậu của Cao Lây nên dễ dàng thương lượng về việc tha mạng cho bọn trẻ. Nhưng dù cho không làm thế thì tên ác quỷ này vẫn sẽ tìm cách để tha cho chúng thôi. Hai người họ bắt đầu nhập vai để hù dọa cũng như xoa dịu những đứa nhóc. Cao Lây đã cứu mạng những đứa trẻ bằng cách vô cùng bịp bợm. Ông ta đốt cháy toàn bộ căn nhà để tạo hiện trường giả và rồi đưa mọi người cùng xuống hầm rượu. Ba đứa nhỏ hơi lải nhải nên đã biến chúng thành ba con thằn lằn và cất trong hũ để đỡ nhức đầu và đảm bảo an toàn hơn cho bọn trẻ. Bên ngoài thì Satan liên tục dán những cơn giận dữ xuống ăn nhà này. Đây chính là sự bắt đầu của một tình bạn đẹp kéo dài đến tận hàng ngàn thiên niên kỷ. Tình bạn ngang trái của thiên thần trên thiên đàng và ác quỷ dưới địa ngục đã bắt đầu đơn giản như thế đó. Ngày tiếp theo, người đàn ông tên Job này đã được Chúa phỏng vấn. Dù cho ông chả kịp trả lời gì với những câu hỏi lia lịa như đi thi đường lên Olympia của Chúa, khi đã có dàn ý trước nên không cần trả lời gì thì ông cũng mặc nhiên được Chúa ban tặng lại những tổn thất gồm gấp đôi số dê đã mất và 7 đứa con thay cho 3 đứa đã mất. Theo như đúng kịch bản như một bộ phim Hollywood, 3 đứa nhỏ xuất hiện lại như một phép màu, nhưng không ai không thể nghi ngờ việc này. May mắn thay những thiên thần là những người cả tin thì vụ việc đó đã được bỏ qua. Cuối cùng thì Giza Phale cũng nhớ ra lại về ngày hôm ấy. Anh tóc đỏ lại gặp anh tóc trắng lại tiếp tục gặp nhau vì có manh mối. Ông thiên thần mượn chiếc xe để đi tìm hiểu tiếp và giao nhiệm vụ trông trẻ lại cho Cao Lây. Năn nỉ dữ lắm mới mượn được con chiến mã của thằng bạn thân mình. Bên này, Giza Phale và Cao Lây bị bắt đến nghĩa trang vào nghĩa địa, mục đích là để xem một bức tượng của tổng lành tối cao. Nhìn kỹ lại thì đó là Gabriel. Tại đây thì cũng vô tình nhìn thấy được cảnh tượng một cô gái đang đào trộm mộ để lấy cái xác. Hai người quyết định che giấu cho cô gái đó, vì cô ấy quá nghèo nên làm việc đó để kiếm sống. Sau một hồi thương lượng thì hai người vì đồng ý giữ bí mật nên được cô bé dẫn đến trạm dừng tiếp đến sau khi cái xác được quật lên. Nơi đó sẽ thu mua lại những cái xác ấy để cô bé có tiền trang trải cuộc sống. Nghe sơ qua cũng tò mò và muốn tìm hiểu rõ đầu đuôi nên hai anh trắng đen cũng chở cái xác và đi theo. Bên dưới địa ngục cũng đang rất tất bật để tìm Gabriel, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có tung tích gì lắm. Có vẻ việc này khá là căng thẳng và gấp rút. Cao Lây tóc đỏ cũng đang khá chiêu khi trông bé Gabriel ở tiệm sách. Hai người cùng bàn bạn lên kế hoạch để hợp tác cô bán đĩa và cô cà phê, còn gọi với cái tên nghệ hơn là chiến dịch đôi uyên ương. Trên lý thuyết là vậy nhưng thực hiện như thế nào còn vẫn chưa rõ. Phải đợi thời cơ chín muồi mới có thể ra tay được. Tiếp tục câu chuyện năm xưa, hai người đã tìm đến một vị bác sĩ phẫu thuật. Trông rõ hơn thì giống như một đồ tể bán thịt heo vậy. Nhưng cái xác khi trở đến nơi thì có dấu hiệu chính do ai đấy mà ai cũng biết là ai làm chính. Gã bác sĩ không chịu mua lại, dù cho cô bé đã hạ giá sell off 50%. Nhưng bằng sức mạnh của mấy người ở trển, ông thiên thần dễ dàng tháo tung tâm lý của người bác sĩ phẫu thuật kia để ngồi xuống uống trà đàm đạo. Sau khi nói chuyện một lúc thì hiểu ra được sự việc, vị bác sĩ này cần những cái xác để nghiên cứu khoa học về các căn bệnh khó chữa và hiếm gặp. May sao có cô bé vô gia cư này can đảm để thực hiện việc đó, nhằm kiếm tiền mưu sinh nên cả hai đã cùng hợp tác. Suy đi tính lại thì cả hai bên đều có lợi. Buổi trò chuyện kết thúc ở đó, Giza Phale ban đầu nghĩ rằng trộm mộ là việc xấu, như hồi sau ông ấy đã hiểu ra rằng, nhằm mục đích để phục vụ khoa học thì việc đấy chính là việc tốt. Sau quá trình tìm tòi lục lọi, Giza Phale tìm đến lại một quán cà phê để tìm hiểu lại về bài hát. Cửa tiệm cà phê ấy mang tên là Kẻ Đào Mộ. Nhằm để hỏi về Gabriel, ngay khi đưa bức hình ra thì chủ quán liền nhận ra ngay vị khách này. Lần đó vị khách sang trọng này xuất hiện trong bộ vest màu xám vô cùng sang trọng, việc đó gây ấn tượng rất sâu sắc với chủ quán. Đã xác minh được thông tin nên Giza Phale rời đi trong sự hào hứng. Lại quay về ngày trước, sau khi bán xong cái xác thì bọn họ quyết định làm thêm một phi vụ nữa, để cho cô bé có thêm tiền sinh sống. Nhưng lần này gặp chuyện xui rủi hơn, khi người nằm dưới mộ là một người giàu có nên có lắp các thiết bị chống trộm mộ. Và dĩ nhiên khi đụng đến thì nó báo inh ỏi và dân phòng lập tức xuất hiện và truy đuổi bọn họ. Cô chị của cô bé không nhanh nhạy bằng nên đã bị trúng đạn độc và không qua khỏi sau đó. Thiên thần và ác quỷ kiếm được một căn nhà để cả bọn ẩn nấp. Cô bé kia đã ù ập ý tưởng vô cùng táo bạo khi để hai người này uống rượu. Còn bản thân thì bốn bốn bằng chai thuốc cồn thuốc phiện lấy ở chỗ ông bác sĩ phẫu thuật. Vừa nhen nhóm ý định thì bị Cao Lây phát hiện và ông ấy đã nốc hết chai thuốc đó. Trong lúc say cồn phế thuốc thì đã cố tình tạo ra một con đường sống cho đứa trẻ này. Đó không phải là một điều mà ác quỷ nên làm và có khi sẽ bị địa ngục réo tên hỏi tội. Và quả thật, lần đó là lần cuối ông ấy gặp Cao Lây, trong suốt cả quãng thời gian dài hai người mới bắt lại. Giờ đây Giza Phale đã đứng ở nghĩa trang và sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Sau đó mượn chiếc điện thoại để gọi về lại tiệm sách và báo cáo thông tin cho anh bạn ác quỷ. Chưa kịp nghe anh bạn thân nói hết thì thời khắc tác hợp cho đôi uyên ương đã đến, và chính là lúc này
Cao Lây vận dụng tất cả công lực để cầu mưa và cũng thành công, gọi là gần như hơn 80%. Quay sang thì nghe Gabriel làm nhảm gì đó, và đó là mảng ký ức lúc trước. Chưa kịp nghe thì bà cô áo đỏ lại xuất hiện ngay lập tức, xuất hiện trước cửa hiệu. Bằng 7-7-4-9 phương án biến hình khác nhau, bà cô ấy liên tục lải nhải để Cao Lây khai báo về việc Gabriel đang ở đây với cấp trên. Nhưng có nói đến mấy thì cũng như nước đổ đầu vịt, và mặc nhiên Cao Lây chả thèm để tâm đến. Lúc này, bà Sax cự thiên thần và bây giờ đang làm việc dưới địa ngục và thay nhiệm vụ của Cao Lây, bất thình lình không mời mà đến, xuất hiện trên xe của người bạn thiên thần cũ của mình để khuyên anh ta đi về, khuyên Cao Lây hãy đầu thú bla bla. Đại loại là lải nhải như ở tập trước, nhưng Giza Fale cũng mặc kệ vì thừa biết thằng bạn lì lợm của mình sẽ không khai. Bà ta cũng mặc định. Bên dưới địa ngục, ba người này đang thỏa thuận cùng người canh giữ địa ngục về phần của Cao Lây. Ba người này là những người vào lúc trước đã mất trong vụ nổ mà Cao Lây gây ra, nên thù hằn cá nhân cũng kha khá. Người bên dưới muốn điều tra xem liệu Cao Lây có đang hợp tác cùng thiên thần và trở nên mất đi bản tính của một ác quỷ hay không. Bà Sax đã nhờ ông bạn này tìm hiểu và sẽ giúp đưa ra hội đồng bóng tối để ông ấy khai báo và được thăng chức. Ông ra lệnh cho ba người này hãy tìm hiểu và báo cáo ngay, nếu bọn họ có thể kiếm ra được manh mối gì đó để buộc tội, họ sẽ xem xét cho ba người thoát khỏi địa ngục và tái sinh lại trái đất. Thời hạn cho nhiệm vụ này là 24 giờ trong bộ dạng của những con zombie. Họ đã được trở lại trái đất, nhưng đặc tính của các xác sống là sẽ vô cùng khát máu, và thứ duy nhất thỏa mãn được chỉ có thể là não con người. Ba thây ma này vì quá đói nên đã ăn ngay một người đàn ông trên đường, có thực mới vực được đạo nên ăn trước đã rồi hãy bắt tay vào điều tra. Bọn chúng cà lê cà lết đến được quán cà phê đối diện để quan sát Cao Lây và Giza Fale nhằm kiếm thêm manh mối. Hai người cùng bắt tay hợp tác, vì trước đó Cao Lây lại báo quá báo với chiếc xe tóe lửa của mình, làm cháy hết những bình rượu quý của bà chủ sâu diễn xích này. Giza Fale đành đứng ra giúp bạn với trọng trách thay thế ảo thuật gia của đoàn, để bù đắp lại những mất mát. Ba con zombie quan sát được việc hai người cùng rôm giả diễn tập cho buổi diễn, cùng với sự chê bai của Cao Lây và Giza Fale với bảy bảy trò ảo thuật xàm xí đú với phép thuật của mình. Sau đó đi đến chỗ bán dụng cụ xích để mua đồ để có cái bộc phá hơn trong buổi diễn, chứ vẫn chưa có gì đột phá. Vậy là buổi diễn đã bắt đầu diễn ra cùng màn biểu diễn ảo thuật của Giza Fale. Tuy đã sống vô vàn năm trên trái đất này, nhưng vẫn hơi líu quíu khi biểu diễn trước các khán giả. Vài trò ảo thuật dùng phép đầu tiên không thể thành công khi bọn thây ma cũng xuất hiện ở đó và sử dụng thứ khiến cho bất cứ người nào cũng không sử dụng được phép thuật. Còn gặp thêm thằng bạn không thèm hợp tác xung phong phát biểu nữa. Cao Lây lên sân khấu để cùng diễn trò ảo thuật cùng Giza Fale, nhưng có vẻ hơi quíu đợt nữa khi biết được tin rằng người bạn mình chưa hề dùng súng như những gì mình tưởng tượng. Bọn thây ma biết phép màu đã bị vô hiệu hóa nên rất hào hứng nôn nao đợi cái đầu của thiên thần bị bắn cho nát như tương, cũng vội vàng gọi tên quản ngục đến để chụp lại khoảnh khắc hợp tác tốt đẹp giữa thiên thần và ác quỷ để làm bằng chứng trước tòa. Tuy vậy vẫn qua được màn khó này khi cả hai kẻ tung người hứng vô cùng điệu nghệ. Khán giả vỗ tay vang trời và vô cùng thích thú. Sau buổi diễn, hai người họ đã bị lật tẩy ngay trong phòng chờ thay đồ khi hắn cùng ba tên thây ma xông vào và đưa bọn họ xem tấm hình mình đã chụp được một cách tự tin. Vì nghĩ rằng họ không thể dùng phép nên cơ bản là không thể cháo ảnh được. Tuyên bố chắc nịch rằng sớm hay muộn Cao Lây cũng bị xử tội và bản thân hắn thì sẽ được lên chức. Bọn xác sống cũng vô cùng vui sướng khi theo hợp đồng thì sẽ được trở về trái đất. Đúng thật là vậy, nhưng trở về trái đất trong bộ dạng thây ma cơ, đúng là chôn chôn Việt Nam mà. Xuống liền họp bên dưới hội đồng bóng tối, hớn hở vì nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi đây và được thăng chức. Hân hoan trình bày cho hội đồng nghe về những gì mình đã điều tra được suốt khoảng thời gian qua. Nhưng bên trong bìa thư chỉ là một tờ rơi quảng cáo chứ chẳng phải là hình ảnh gì. Thì ra lúc cầm hình xem, Giza Fale đã dùng một chút ảo thuật cúi bắp để qua mặt em đó, khi hắn quá chủ quan. Thì ra chỉ cần có kỹ năng thì chuyện không thể cũng thành có thể mà. Hai người bạn may mắn qua được ải này nên cùng nhau ngồi lại ăn mừng, tận hưởng bình yên trước khi dông bão ập đến. Dông bão là đây nè, bà Sax đến và gặp và báo cáo cho tổng ngục của địa ngục về chuyện Gabriel đang được giấu ở hiệu sách của Giza Fale, và xin được dẫn đội quân tinh nhuệ nhất để tấn công vào đó, vì biết rằng đã được bao phủ bởi phép thuật của thiên thần nên ác quỷ không thể xâm nhập. Nghe được tin mừng nên liền được cấp quyền dẫn người đến và làm một trận ra hồn. Mục tiêu duy nhất là chỉ để bắt lại tổng lãnh thiên thần tối cao Gabriel. Bà Sax đã được tổng quản địa ngục giao toàn quyền để chỉ huy đội quân từ địa ngục, liền chạy đến nói với ông quản ngục cử cho vài chục ngàn binh lính ác quỷ để đi cùng. Trên đây hai anh trắng đen này vẫn rất nhởn nhơ chưa biết điều gì sắp xảy đến, vẫn rất ung dung đi thuê nhà công cho buổi hợp tác cho đôi uyên ương hàng xóm. Kế hoạch lần này là mời mọi người với lý do là buổi họp khu phố, sau đấy trình diễn những bản nhạc du dương và biến cuộc họp thành buổi dạ hội. Vô tình bị hiểu nhầm là LGBT nữa chứ. Nhưng có trục trặc nhẹ nhẹ nên số quỷ được cử đi vì còn trong biên chế chỉ là 70 con quỷ.
nhưng con quỷ hàng tuyển và khát máu vô cùng. Bọn chúng sợ rằng bên trên sẽ có thiên thần, nếu gặp phải thiên thần thì tính mệnh của chúng sẽ nguy hiểm. Ủa, chết rồi cũng còn nguy hiểm à? Đúng hơn là bị hủy diệt vĩnh viễn. Mọi việc được Sax lấp liếm và chỉ bảo với đội quân địa ngục rằng tối nay sẽ tiến công. Bà ấy an ủi bằng cách cho rằng ở trên đó chỉ là con người và bọn chúng có thể dễ dàng hạ gục được, quá dễ với quỷ. Về phần Giza Fela thì đã đi khắp xóm để mời mọi người đến dự cuộc họp. Ai cũng rất hào hứng vì sự kiện này, kể cả cô bán cà phê và chị bán đĩa. Đêm đến, đúng như kế hoạch, đội quân địa ngục kéo nhau lúc lượt đến tiệm sách của Giza Fela. Nhưng bên trong lúc này đang diễn ra buổi tiệc và bên ngoài thì ngập ác quỷ. Bọn chúng đeo khẩu trang để che đi một phần khuôn mặt bị thối rữa. Mọi người phía trong vẫn đang thưởng thức tiệc trà và nhún nhảy trong giai điệu du dương, mà không biết chuyện gì sắp xảy đến. May sao Cao Lây đã nhận ra và ra hỏi chuyện chúng. Anh ấy rất bất ngờ vì theo đúng luật thì quỷ không thể xuất hiện tại trái đất. Cao Lây vội đi vào bên trong tiệm sách và chốt cửa lại, vì đã được phép thuật bảo vệ nên bọn chúng không thể tiến vào. Cao Lây báo chuyện này cho Giza Fela, nhưng ông ấy vẫn không sợ không sợ. Tiệm sách này, hay nói cách khác, chính là đại sứ quán của thiên đường, đâu phải là nơi dễ ra dễ vào với lũ ác quỷ. Cứ chơi đê không gì phải sợ. Vừa dứt câu thì bọn ác quỷ chúng đã tự ý đập cửa và trò chuyện qua cửa sổ. Bọn chúng thò mặt vào và nói chuyện với mọi người trong đây. Bà Sax nói rằng hãy giao Gabriel ra đây trong 60 giây nếu không muốn con người trong đây nghèo hết. Gabriel từ trong đám đông bước ra và bảo rằng nếu chuyện này là do ông gây ra thì bản thân sẽ ra theo lời bọn chúng. Khi ông bước ra ngầy vờ cờ lờ, nhưng bà Sax vừa thấy đã bảo đi vô lại đi. Thì ra là đã nhận ra điều gì đó không ổn và biết rằng đây sẽ lại là trò bịp bợm gì đó của thiên thần và ác quỷ. Lớn tiếng đe dọa rằng mọi người sẽ nghẹo nếu thật sự đang đùa giỡn với bà. Sợ người ta chưa sợ nên còn lớn tiếng đánh vẫn để nghe cho rõ. Nhưng lại là NGIEO hỏi nghèo. Đúng là có ác quỷ Zis và ác quỷ rớt nhỉ. Không phải ác quỷ nào cũng khôn lỏi, mà có người này người kia. Và phi vụ che giấu của thiên thần đã bị bại lộ vì con quỷ này quá rành những cái mánh của Giza Fela. Gabriel lủi thủi đi vào và tuyên bố thất bại cho hai người bạn của mình. Không trách kế hoạch không tốt, chỉ trách ác quỷ bị lừa ngàn lần nên đã khôn. Đang suy nghĩ cách để qua được vụ này, ác quỷ nhận thấy rằng làm việc như này đang tráo với luật khi cố làm thương vong con người. Trong bộ luật không cho phép làm thương người vô hại trong bất kỳ trận giao chiến nào, Cao Lây đòi sẽ kiện lên hội đồng bóng tối và công đường thiên thần, nên Sax cũng hơi rén rén. Nếu kiện thiệt thì chắc chắn bà ta sẽ bị phạt rất nặng, đành cho phép cả hai mau chóng sơ tán con người ra nơi khác. Thấy bọn họ vẫn đang nhây nhây thì đã có người bị xử để làm ví dụ. Thấy vậy bọn họ mau chóng sơ tán ngay ra khỏi đó. Một hàng dọc nhìn trước bước ra và cúi gằm mặt xuống không được nhìn bọn quỷ. Cao Lây mau chóng tuyên bố kết thúc cuộc họp, Di và mọi người nên nhanh chóng ai về nhà nấy. Còn thiên thần bên trong cửa hàng thì chuẩn bị cho cuộc giao chiến sắp tới. Cô bà cà phê và chị bán đĩa vẫn quyết ở lại để cùng Giza Fela và Cao Lây giải quyết rắc rối. Sau khi sơ tán con người, Cao Lây thấy một vị cảnh sát của thiên đường đứng bên góc đường, nên đã chạy đến không biết vì lý do gì, nhưng anh ta lại đầu thú. Mặt bà Kiều ngơ ngác, nhưng anh ta vẫn một mực đòi bắt vì lý do tội gì cũng được. Sau đấy mau chóng đi vào cánh cổng thang máy để lên thiên đường. Chuyển cảnh, Giza Fale có vẻ không quan tâm mấy đến câu hỏi tại sao phải khiêu vũ của Nina, mà tiếp tục làm việc của mình. Giza Fale trả lời làm Nina có chút ngạc nhiên. Ông nghĩ khiêu vũ sẽ khiến cô nhận ra Maji yêu cô. Ngay lúc này, Tex và người của bà ta ập vào cưỡng chế bọn họ, nhưng Giza Fale đã ngăn cản họ lại. Tại thiên đường, Cao Lây gấp gáp đi vào tìm hồ sơ. Nhưng người ở đây không cho phép ông đi tìm hồ sơ bởi vì ông là ác quỷ. Họ sẽ gặp rắc rối khi một ác quỷ đi vào chốn thiên đường như thế này. Cao Lây không quan tâm cho lắm, ông cho rằng những thiên thần chỉ như những con ong. Rồi Cao Lây liền cải trang thành thiên thần để theo hướng dẫn đi tìm hồ sơ. Giza Fale bảo vệ những người khác khỏi sự quấy phá của Sax. Maji và Nina không hề sợ hãi trước đội quân của bà Sax. Trong khi đó Giza Fale vẫn đang đi tìm thứ gì đó. Sax liên tục khiêu khích Maji nhưng bà không bị thuyết phục. Sax liên tục sỉ nhục Maji nhưng Maji thậm chí còn khiêu khích họ vào bên trong nói thẳng với bà. Sax chỉ chờ có vậy liền ra lệnh cho thuộc hạ tiến vào bên trong. Giza Fale lúc này đang cầm cây đèn trên tay bảo hai người lùi lại phía sau. Chỉ một câu nói của Giza Fale đã làm cho trận pháp ở giữa sàn lúc nãy vẽ nên đủ để đe dọa những quái vật của bà Sax. Ngay khi một tên quay lại đã bị bà Sax tiêu diệt ngay lập tức. Muziel lấy ra tập truyện của Gabriel khi Cao Lây muốn biết, nhưng cô không đủ quyền hạn để mở nó. Phải từ ngai thần hoặc quản thân mới có thể mở nó, nhưng Cao Lây đã mở nó ra một cách nhẹ nhàng làm cô cũng phải bất ngờ. Cao Lây giải thích hồi trước ông không phải quỷ và họ chẳng bao giờ đổi mật khẩu. Thông tin của Gabriel hiện ra ngay trước mắt bọn họ. Trở về chỗ của Giza Fale, những quái vật đi qua trận pháp đều bị nổ tung ngay lập tức. Họ nhân cơ hội này bỏ trốn. Cao Lây chứng kiến toàn bộ cuộc họp tuyệt mật của thiên thần. Những người khác đang tập trung tiêu diệt những con quái vật bằng bình chữa cháy. Cao Lây thắc mắc Gabriel hành động không giống ông ta một chút nào.
Ngay lúc Muziel đang định tiết lộ thì có thiên thần khác đi đến, là bà Sajaqua. Bà nói với Muziel hãy cho Cao Lây xem phiên tòa. Ziza Phale yêu cầu Sax và đám quỷ rời đi thật nhanh. Sax yêu cầu Ziza Phale giao ra Gabriel nhưng ông không đồng ý. Cao Lây chứng kiến phiên tòa khi Gabriel bị cách chức. Mazi và Nina liên tục gây cản trở cho đám quỷ. Cao Lây vẫn quan sát kỹ hành động của Gabriel. Ziza Phale đành triệu tập ra hào quang đánh bại hết các ác quỷ. Điều này sẽ khơi mào lên một cuộc chiến. Cao Lây ngay lập tức đi về tìm Ziza Phale. Ngay lúc này những ác quỷ đều trỗi dậy và những thiên thần đến để đàm phán chiến tranh. Cao Lây yêu cầu Ziza Phale lấy ra chiếc hộp của Gabriel. Toàn bộ ký ức của Gabriel đều được giấu trong một con ruồi. Gabriel từ từ nhớ ra mọi sự kiện xảy ra giữa ông và Beelzebub, từ thỏa thuận ngừng ngày tận thế đến hai người tặng quà cho nhau. Gabriel sau khi nhớ ra thì vui vẻ lại gần chỗ Beelzebub, họ vui vẻ đoàn tụ với nhau. Mọi người đều khá bất ngờ trước cảnh này. Cao Lây dẫn Mazi và Nina đi ra ngoài. Họ ngay lập tức quay trở lại cuộc sống thường ngày tại quán cà phê. Trong khi đó hai phe thiên thần và ác quỷ đang cãi nhau kịch liệt, còn Gabriel và Beelzebub chỉ đứng hóng xem, còn Ziza Phale thì ra sức ngăn cản họ. Họ tranh cãi xem nên để Gabriel và Beelzebub lên thiên đường hay xuống địa ngục chịu phạt, và Ziza Phale đã yêu cầu hỏi ý kiến họ. Nhưng họ đi đâu cũng được, chỉ cần có nhau, điều này khiến cho Cao Lây thích thú. Họ còn cùng nhau ca hát. Cuối cùng bên ác quỷ đã đi về trước. Nina cố gắng để tiếp đón khách hàng. Trong khi bà Mi Cheng đe dọa sẽ gạch tên bất kỳ ai ra khỏi sổ sự sống, thì có một người bước vào. Không ai trong những thiên thần nhận ra, Mi Cheng còn đuổi ông ấy đi. Chỉ có Ziza Phale sau khi nghe Cao Lây nói đã gặp ông khi ông là cái đầu bay lơ lửng, là ông Metatron. Ông ra lệnh cho những người khác đi về thiên đường ngoại trừ Muziel. Ông Metatron đề nghị nói chuyện với Ziza Phale. Cao Lây cũng đồng ý để họ đi. Cao Lây đang liên tưởng đến những việc sẽ làm cùng với Ziza Phale sau khi ông trở về. Muziel cũng vui vẻ phụ họa theo, nhưng cô đã bị Cao Lây đuổi khéo. Nina và Mazi rời đi đâu đó, trong khi Cao Lây đang sắp xếp lại phòng ốc sạch sẽ chờ Ziza Phale. Nina và Mazi trực tiếp đi vào đề nghị nói chuyện với Cao Lây và Ziza Phale. Họ làm cho cuộc sống của Nina và Mazi bị đảo lộn. Cao Lây cho rằng họ không làm gì sai cả, và ông cho rằng ông và Ziza Phale đã rất hợp nhau rồi. Mazi vạch trần những lời nói không thật lòng của Cao Lây. Ở bên khác, ông Metatron vẫn đang mong muốn Ziza Phale suy nghĩ lại. Ziza Phale cũng không biết phải làm gì trong trường hợp này. Ông ấy đi vào gặp Cao Lây đúng lúc Nina và Mazi ra về. Ông Metatron thấy Muziel đang đọc sách, liền khen ngợi cô khiến cô vô cùng thích thú. Cao Lây muốn nói chuyện với Ziza Phale và Ziza Phale cũng vậy. Ziza Phale hồi hộp đến nỗi rối loạn ngôn ngữ. Ông kể lại cho Cao Lây về cuộc trò chuyện vừa nãy của ông và Metatron. Metatron hỏi ông ai nên tiếp quản thiên đường khi Gabriel ra đi. Ziza Phale đã đoán là Mi Cheng nhưng ông Metatron đã phủ định thiên thần đó là Ziza Phale. Ông Metatron thừa nhận ông là một người chỉ huy xuất sắc nên Gabriel mới tìm đến ông. Ông liên tục thuyết phục Ziza Phale trở về thiên đường làm tổng lãnh thiên đường tối cao, có thể hợp tác với bất kỳ ai Ziza Phale muốn, đặc biệt là Cao Lây. Ziza Phale trông rất vui mừng khi nghe được những đặc quyền này. Cao Lây không muốn Ziza Phale về phe của thiên đường, như cách mà ông đã không về phe địa ngục. Ziza Phale thuyết phục Cao Lây về với phe của mình, về với phe của sự thật, ánh sáng và những điều tốt. Nhưng Cao Lây không nghĩ như vậy, khi mà thiên đường tiêu diệt sự sống ở đây, thì cũng chết hết y như ở địa ngục làm thôi. Cao Lây yêu cầu Ziza Phale từ chối lời đề nghị. Ziza Phale lúc này rất do dự và bối rối khi suy nghĩ những điều Cao Lây vừa nói. Ziza Phale cho rằng, nếu ông lãnh đạo, ông sẽ tạo ra khác biệt. Câu nói này khiến Cao Lây mất bình tĩnh phải đi vài vòng mới có thể trấn an được. Cao Lây cho rằng chỉ có Ziza Phale và ông, một nhóm chỉ hai người. Ông cố gắng giải thích, nếu Gabriel và Beelzebub có thể cùng nhau đi xa, thì họ cũng có thể làm được. Họ không cần thiên đường hay địa ngục. Nhưng Ziza Phale dường như không nghe, ông liên tục thuyết phục Cao Lây lên thiên đường với mình. Cao Lây sẽ là cánh tay phải đắc lực của Ziza Phale. Không có gì là mãi mãi. Cao Lây quyết định rời đi nhưng Ziza Phale một lần nữa ngăn cản ông. Cao Lây không chần chừ được nữa, ông bước tới hôn Ziza Phale một cách bất ngờ. Ziza Phale không thể ngờ được nụ hôn đó, vì vậy Cao Lây đã rời đi ngay lập tức. Ngay lúc này ông Metatron bước vào hỏi thăm tình hình, Ziza Phale vẫn còn bối rối và đã kiếm cớ để trì hoãn chuyện này. Ziza Phale vẫn không thể từ chối được lời đề nghị ấy. Khi ông Metatron nhắc đến sự tái lâm, Ziza Phale có chút chần chừ nhưng vẫn lựa chọn đi về thiên đường. Cao Lây thì thất vọng lái xe rời đi. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay các bạn hãy cho chúng mình một like, một lượt đăng ký kênh để chúng mình có thêm động lực ra nhiều video hay hơn nữa nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.